to my YouTube channel. We in Florida now and we ready to go to the pier. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Lina Hà TV của mình, ok? Let's walk around with me, guys. Thank you. Dạ, mua vé cha. We're gonna go over here to get a ticket to walk to the pier. Dạ. Cha. How much for the walking ticket? Okay. Cha, cha, come on cha. Cha đưa cái tay cho con nó cho nó dán. Dán vô. Thank you. How much for the fishing ticket anh? $7.50. $7.50. Lina free. Lina free, yeah. Cái chỗ này là người ta sẽ dán cho mình một cái thẻ để mình đi lên cái cầu nha cả nhà. Mình thì không có câu cá là 3.50 đồng. Mỗi một người là 3.50 đồng. Còn ông xã của mình câu cá thì sẽ là 7.50 đồng nha. Wow, cát trắng xóa luôn cả nhà ơi. Biển đẹp quá. Bữa nay trời nắng nên biển rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Hiện bây giờ mình đang ở trên cầu để chuẩn bị cho ông xã mình câu cá nha cả nhà. Còn phía dưới cả nhà thấy không? Là người ta đang tắm biển ở phía dưới rất là nhiều luôn nè. Cầu này là một cây cầu dài ở ngay trung tâm thành phố Pensacola bắc ra biển. Từ trên cao mình nhìn xuống rất là đẹp cả nhà ơi. Dọc đường đi á, họ có những cái chỗ mà mình bỏ rác nè. Đèn nha cả nhà, ban đêm á, thì đèn sẽ sáng, cái cầu mình sẽ có đèn vào ban đêm. Biển đẹp quá cả nhà ơi. Có rất là nhiều những cái hàng ghế họ đặt ở đây đặng cho mình ngồi nè. Từ trên cầu nhìn xuống biển rất là đẹp luôn. Gió mát quá cả nhà. Có những cái bảng hiệu ở đây để nói cho mình biết là mình không có được ngồi ở trên những cái thành cầu giống như vậy nha. Để mình zoom gần lại cho cả nhà xem bờ biển nha. Biển ở đây đẹp và cát trắng nha. Có
có rất là nhiều người câu cá ở đây. Để mình hỏi thử một người ở đây coi có nãy giờ người ta đã câu được con cá nào chưa. Good morning sir, did you catch anything? No. Not today. Maybe later on. I'm hoping. Wow, is it a lot of fish there? A lot of fish. Oh, wow, beautiful. Good luck sir. Thank you. You're welcome. Mình hỏi ông là sáng giờ có cá chưa thì ông nói là chưa có cá nha cả nhà. Nhưng mà để mình zoom gần lại, cả nhà thấy ở dưới đang có một bầy cá vào rất là đông luôn. Nhưng mà ông nói là nãy giờ ông chưa dính được cá. Mấy cả nhà thấy trong camera có thấy rõ không? Ở ngoài mình thấy rất là rõ luôn. Có rất là nhiều cá nhỏ ở dưới. Oh, okay. Good luck sir. Ông nói là sáng giờ ông vẫn chưa câu có cá. Trời ơi quá trời, ở dưới cá nhỏ hàng hà dưới luôn nè. Để mình zoom gần lại coi coi cả nhà có thấy được không. Ở ngoài thấy rất là rõ luôn, không biết vào camera như thế nào. Quá chừng, cá nhỏ xíu. You see a lot of fish down there. A whole bunch of fishes. Trời ơi, ông xã mình nãy giờ xuống tới dưới rồi, còn mình còn lang thang ở đây. Nước biển đẹp quá chừng cả nhà ơi. Did you catch any fish? Not yet. Oh, okay. But there's definitely some out there today. Yes, I see a whole bunch of fishes in there, in the ocean. Yeah. What kind of fish swimming? Whole bunch. Those are sharks. Oh my gosh, little shark, where? Over there, with those three big ones, you see them? You can see the shadow. Oh, I see the shadow. You see it in the water up there? Oh my gosh! Ah, I see! So these are all minnows, but you can see the big three dark ones over that way. Oh, that's a shark. Yeah. Oh, no. Trời ơi, ông nói là những con này là những con cá nục nhỏ nha cả nhà. Nhưng mà mấy bên kia là có giống như là cái hình của con cá mập nó đang bơi bơi. Năm nay á, là TV nói á, là có rất là nhiều cá mập bơi gần vào bờ. So, you try to catch the minnow or you try to catch some other fish? Bigger ones. Bigger one, okay. Yep, yep. I don't want the little ones. Okay. I want the sharks. Okay. You want a shark? Yeah. Okay. You eat them or you do what? Honestly, I'll throw back. Okay, you throw back. Oh, yeah. Just fish for fun. Yeah. Okay, okay. Where are you from? Vietnam. From Atlanta, Georgia. Oh, yeah? Uh-huh. You from here, Florida? I'm from Oklahoma. Oh. Yeah. So, oh, I heard about... I don't want to butcher this. Xin chào. Xin chào. Tôi, bạn của tôi. Yeah. Yes. Yeah. Oh my God. Yeah. Who teach you though? I don't know much. But you speak good. I understand what you say. Good. Yes. I worked with some Vietnamese people. Okay. Yeah. So they teach you. Yeah. Wow, and, that's good. I didn't work long, but it's very interesting. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. You speak good. Good. I understand what you say. Awesome. Xin chào bạn của tôi.
Yeah. You see? Oh yes. Oh my gosh. Oh yeah, sure. Cá mập cả nhà ơi. Để mình quay coi cá mập ha. Đây nè cả nhà. Cá mập đang bơi vào này, không biết cả nhà thấy không? Để mình ráng zoom in cho cả nhà xem nha. Oh, that's a shark for real. Yeah, three of them. Oh lord, that's a big shark. You don't try to catch them, don't you? No, it'd be exciting, but okay. I wouldn't want to. No. Hi. Oh, yeah, yeah. I heard on the TV they say more shark biting people this year. Yeah. What happened? What's wrong? I guess some swimmers got attacked in Destin and stuff. Oh, my lord. Yeah, I was surprised when we came down that they had a green flag because they were seeing a bunch of red flags. Oh, gosh. Yeah. But hopefully they don't. The shark don't swim close to the people. Yeah, too much noise. Oh, too much noise, so they don't swim close. Yeah, unless something attracts them. Okay. You know, if there's like blood in the water, they'll go towards that. Oh, yeah. But for the most part, the ruckus keeps all the fish away. Okay, that's good. The water beautiful today. Yeah, so clear. Very clear. Mm-hmm. Yeah, bud. You got a sea turtle over there? Oh, the turtle! The sea turtle! Okay. Bạn nói bên đây là có một con rùa biển. Right there and there. It came up for air a second ago. Okay. Oh, yes. That's a big one. Oh, let us zoom in. Oh, that's a... Oh, yeah. Oh, rùa biển này nha cả nhà. Rùa biển nha. Bự quá. He is a big turtle. Yeah, big turtle. This is... Those are long skinny fishes or? I think they're eel. It's an eel? Huh? Or an ocean type of snake. Oh, okay. Ở ngoài phía bên kia là có những cái con lương biển nha cả nhà. Ôi, một bầy luôn. Wow, the water so beautiful. Very beautiful. Nice to talk to you, okay? Enjoy fishing. You too. Yes. Have a good day. Okay, thank you. Trời ơi, bữa nay á, ở dưới biển á, có rất là nhiều cá nục, một bầy cá nục bự luôn. Mà ông Mỹ nói là ông không có thích câu cá nục. Ông sẽ câu những con cá bự hơn, giống như là cá ngừ. Cha, hồi nãy phía bên kia có con cá mập với con rùa biển. Có quay luôn. Vậy cha hơi để đồ hơi gần đây chút xíu rồi. Để gần đây nè. Cười quá chừng luôn kìa. A lot of small fishes down there, yo. That's a minnow. Sâu. Đúng rồi. Coi vậy thôi. Ôi, thôi. Không, nó nãy nó ghi bảng là mình không có được đứng ở trên cái thành cầu nè cha. Thành cầu này nè. Ngồi xuống nè, ngồi là bật ngửa ra đó. Nãy có ba con cá mập ở dưới á. Ghê rồi. Ơi. Trời, nó mới bay lên hả? Con cá này nó mới bay lên cả nhà. Ủa, giống như cá heo mà nó huấn luyện ở trong sở thú á cha. Là nó bay lên á. Ryan, cha đâu rồi? Cha tuốt dưới hả? Đi. Đang tuốt bên kia kìa, nó bơi đi rồi. Ủa, nãy cá nục quá chừng, cá nục luôn, bay cá nục luôn, không có bỏ lưới xuống bắt được hả ta? Không kia rồi. Jellyfish, không phải con gì? Jellyfish nè, Lina. Thấy rồi hả? Nằm xuống dưới. Trời ơi, xuống dưới xa dữ lắm. Trời ơi, mấy con vô. Vô con nó rớt nó xuống càng ơi. Cái này là cái cuối cùng của cái chỗ cây cầu câu cá nha cả nhà. Có thể người ta thả lưới ra rồi người ta lưới cá nục. Tại vì cá nục nó đi thành từng đàn. Rồi. Wow.
mình đi trở lên cả nhà ơi. Hi. Trời, anh thấy camera quay tới anh hello. Did you catch anything? Yes. Yes, let me see. Where? This one the cooler right here. The next one. Next one. In the middle. In the middle right here. Okay. You're lucky. Because I just asked another American man over there. He got nothing. Let me see your... Wow. Very good. Oh, this fish. We like this fish. Wow. Good job, y'all. Good job. Thank you, handsome. Very good. I just saw three shark over there and one sea turtle. Oh yeah. Three shot, big one. Be careful. Big one, yeah. Sometimes jumper. I know, I jump earlier. Uh-huh, yeah. Be careful. Yeah. Thank you. Okay. Yeah, good luck, okay? Okay, uh-huh, you're welcome. Cái này, cái anh này nghe cái giọng hơi giống như là người Mễ nha cả nhà. Rất là nhiều người thân thiện nha cả nhà. Thấy vừa thấy camera đưa tới thôi là anh hello liền. Hi. You still see the shark, Ryan? Đâu thấy một rồi hả? Nãy mẹ mới thấy một con nó nhảy. Nhỏ nhỏ cá nục quá cha. Anh đằng kia thấy người ta có lưới á anh. Lưới là lưới cá nục hả? Chắc vậy quá. Cái lưới đó là em thấy ok á, có lý á, biết gì không? Dù thải xuống cái nó vô một đám vô lưới ngon rồi. À hả, chài á, đúng rồi, chài đó cha. Thì bỏ vậy cao chứ. Máy bay. Trời ơi, có cá rồi, giỏi quá vậy. Chút đi, chờ cho cha câu cá chút cái đã. Anh hai lấy nước cho em ơi anh hai. Cha có cá rồi kìa. Mở cái zipper lên con. Có cái zipper đó. Yes, good job Ryan. Đâu, ông xã có cá rồi. Yeah. Yes, good. Very good. Cha có cá rồi kìa, Yeah, good job. Ôi, giỏi quá. Cha là Ryan hả? Good job, honey. Giỏi quá à. Trời ơi. Ăn con nữa nè, lụm con này lên luôn. Đi nè. Anh hai lại gì em? Mở ra. Ryan lại nhìn nè con. Có cá kìa. Mình câu khoảng chừng 1 tiếng là được nhiêu đây cá nha cả nhà. Nguyên cả một cái cầu luôn, không có người nào có cá nhiều hết cả nhà ơi. Mấy đứa nhỏ rồi đi tắm thì thôi bây giờ mình đi tắm. Bây giờ mình dỡ lều và chuẩn bị đi về nha cả nhà. Tại vì hôm nay rất là nhiều cá ở dưới biển nhưng mà cũng không có ai câu được nhiều cá gì hết trơn á. Ok, mình đi tắm phải không? Ok.
Nãy giờ mình cũng có đi vòng vòng mấy cái chỗ mấy ông Mỹ này nè, hỏi người ta là có câu được cá hay không, thì cũng không có ai câu có cá hết trơn nha cả nhà. Chỉ có dính được vài con cá nhỏ thôi à, giống như cá nục ông xã mình mới câu được á. Nên bây giờ thôi mình sẽ chuẩn bị rồi đi qua biển để tắm nha. Let's go home giờ, because the whole pier not a lot of people have fish. Even us, we got a few little fishes. Thank you for watching my video, guys. I see y'all next time, okay? Have a good day. Bye.